Xưa ngày xưa, à không, đây là câu chuyện của chuyện Ly Bà Đa kể, dựa trên một câu chuyện có thật. Chuyện kể rằng ở một ngôi làng nhỏ, có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà ấy có hai mẹ con chung sống với nhau. Ba mẹ thường còn mọi người bình tĩnh nhá. Ông cha nên hết sức nuông chiều con, càng nuông chiều cô gái càng ham chơi, những trò chơi của cô ngày càng tai quái. Đẹp thế, cho chị mượn nào. Nhanh lên, nào, đưa đây. Đứng lên nào cháu, đứng lên. Cháu có làm sao không? Có đau ở đâu không? Đi, để cô đưa cháu về nhá. Đi. Sao con lại hư như thế hả? Mẹ nuông chiều con thôi để con như thế không? Con làm gì sai? Em mới tự ngã mà. Sao mẹ lại bênh nhờ mày mà không anh con? Ông rằng là con xôi à mình á. Của mẹ, không phải là em ấy. Mẹ phải bênh con. Mẹ như thế. Không, con không sai. Con sai. Con không sai. À. Cô tức giận lắm. Sao mẹ đánh mẹ. Con? Con là con của mẹ cơ mà. Mẹ chả hiểu bao gì cả. Chẳng nghĩ gì đến mẹ, vùng vằng bỏ đi. Ra tới đỉnh làng, cô gặp hai mụ hàng xóm. Ngoài mặt thì thân thiện giúp đỡ, nhưng sau lưng luôn có ý xấu, làm ly gián tình cảm mẹ con cô. Hai mụ tới và nói với cô và bảo cô bỏ đi. Ui mày ơi, con Hằng kìa. Ừ, là Hằng chứ còn ai nữa. Chính là nó đấy. Ơ, Hằng à, chào cháu, vừa bị mẹ đánh à, có sao không? Trời ơi, xinh gái thế này mà để mà đánh. Kệ tôi. Trời ạ. Đứa con cái nhà ai mà mất dạy. Cô cứ đi, đi mãi. Cô vui lắm. Cô chỉ cần biết rằng bây giờ mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, chẳng phải dè chừng ai cả. Nhưng cô đâu biết rằng khi rời xa khỏi vòng tay mẹ, bao nhiêu cạm bẫy đang chờ đón cô. Mày kia, mày biết đấy, đây là đường của ai không? Mày để đến chán à? Hả? Thế mày là ai? Ca ra đây. Mày đâu? Sương. Lỡ rồi, lỡ mấy câu nó mẩu rồi. Cái gì đây mà có cái gì đựng trong đấy đấy? Mình cầm cho. Bỏ ra. Đừng có động vào tao. Ở đây. Anh ạ. Khi lũ xã hội đen vừa đi qua, lũ nghiện hàng thiếu thuốc bắt đầu từ đâu đến. Lũ nghiện từ đâu đến? Nghiện được rồi. Vậy thôi, không có mic. Làm sao giờ? Chính xác. Phải 500. 500 chốt đi chị. 500 chốt nhá.
anh em mình rô cái nào. 2, 3, rô. Rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Vậy là lũ buồn người đã ngủ say mà đâu biết rằng cô gái đã nghe thấy hết câu chuyện của chúng ngay từ đầu. Đau đớn thể xác, tinh thần cơn đói ồn ào ngập đến. Cô nhớ mẹ, nhớ bữa ăn mẹ nấu, nhớ căn nhà mẹ con cô từng bên nhau ngày qua ngày. Đi tìm cháu mấy ngày hôm nay. Tối hôm qua bà vừa nghe tin mẹ cháu đã bị tai nạn hôm qua khỏi. Bà nói dối cháu đúng không? Bà giống mấy người kia toàn lừa dối cháu đúng không? Cháu không tin. Mẹ cháu đang đi chợ, cháu ra chợ tìm mẹ cháu. Hằng ơi, mẹ ơi, cô vẫn cám bà cả. Mẹ ơi, con gái của mẹ về rồi đây. Còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô bên cho cha và ai.